Trong IELTS Reading thì vấn đề đầu tiên bọn em gặp phải đó chính là thiếu thời gian đọc. Vậy thì có rất nhiều nơi quảng cáo là có thể học các khóa để dạy kỹ năng speed reading là đọc tốc độ. Họ bảo có thể tăng tốc độ lên thành 1.000, 2.000 từ một phút. Tức là tăng tốc độ đọc của mình từ 2 cho đến 10 lần. Chưa kể nhiều nơi còn quảng cáo rằng những trường đại học danh tiếng như là Harvard, người ta yêu cầu học sinh cần phải học những khóa đó thì mới được học ở trong trường. Vậy thực hư cái chuyện là tăng tốc độ đọc, đọc tốc độ lướt phát qua cả trang giấy luôn như thế nào? Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Nó ngắn gọn lại thì sau rất nhiều thập kỷ nghiên cứu, các nhà thần kinh học và tâm lý học đã đưa ra được một kết luận nói chung. Đấy là thị giác của con người có giới hạn. Dễ hiểu ở đây, đó chính là tốc độ đọc của em nó sẽ tỷ lệ nghịch với cả khả năng hiểu thông tin của mình. Em đọc càng nhanh thì thông tin mình hiểu càng ít. Tức là mình có thể đọc nhanh hơn nhưng mình sẽ hiểu ít đi. Thế thì nhìn về mặt sinh học, mình sẽ thấy là nhìn chung ấy, con người có thể đọc ở tốc độ là khoảng 250 đến 400 từ một phút. Con số 250 cho đến 400 từ này là một con số cố định. Mình có luyện tập, mình có tập trung ôn cho nó nhanh như thế nào đi nữa thì cũng chỉ loanh quanh con số này. Nhưng vì sao lại như thế? Thế thì nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là liên quan đến bản năng của con người. Trẻ con sinh ra ấy, thì nói là một kỹ năng rất tự nhiên. Không cần bố mẹ dạy, các bé cũng có thể bập bõm, cũng có thể nói, có thể tự tiếp thu và học được. Nói và nghe là hai kỹ năng về mặt ngôn ngữ tự nhiên nhất, không chỉ với con người mà kể cả đối với cả loài vật. Tất cả các loài động vật thì nó sẽ phát ra tiếng động và nó sẽ cố gắng nghe xem tiếng động đấy là cái gì. Chứ còn chuyện đọc với viết thì thực ra là nó là một phát minh khá mới ở con người. Bởi vậy cho nên các bố mẹ luôn luôn phải dạy con cách đọc, cách viết. Vậy nên mình nên hiểu là kỹ năng đọc và kỹ năng viết nó là kỹ năng phụ. Nó chỉ ăn bám theo cái kỹ năng nói của mình thôi. Đơn giản ở đây dễ hiểu, tức là em nói tốc độ nó nhanh cỡ nào và mình truyền đạt thông tin khối lượng ra làm sao thì đến cái lúc mà mình viết hay là mình đọc, khả năng nó cũng sẽ tương tự với tốc độ như thế. Vậy thì hiểu được mối tương quan giữa khả năng nói và đọc đấy, chúng ta hãy xem các cái chương trình dạy speed reading hiện nay người ta có những phương pháp phổ biến nào. Thứ nhất ở đây đó chính là phương pháp nhằm loại bỏ giọng nói ở trong đầu. Người ta quan niệm rằng là khi mình đọc sẽ luôn có một giọng nói trong đầu và chính giọng nói này sẽ làm chậm đi cái tốc độ đọc hiểu của mình. Cho nên nếu mình bỏ hoàn toàn đi và mình chỉ dùng mắt mình đọc thay vì mình dùng đầu mình tạo âm thanh ra, chúng ta sẽ đọc nhanh hơn rất là nhiều phải không? Có một thí nghiệm, các nhà khoa học đã thử triệt tiêu âm thanh ở trong đầu này bằng cách là cho người tham dự. Khi người ta đọc một cái đoạn văn nào đó, người ta phải huýt sáo. Trong lúc huýt sáo, người ta sẽ nghe âm thanh đó và cái giọng nói trong đầu tự dưng nó sẽ triệt tiêu để kiểm tra xem tốc độ đọc có được tăng hay không. Kết quả là gần như các đối tượng này không hiểu một chút nào về nội dung của đoạn chữ đấy. Lý do là não mình luôn gắn liền mặt chữ với cả cái âm, phát âm của nó. Dễ hiểu ở đây, khi kết thúc cuộc thí nghiệm thì những ai vừa huýt sáo, vừa đọc chữ ở đây, thông tin người ta lấy lại được hầu như là hoàn toàn không có. Cho nên phương pháp mà triệt tiêu giọng nói trên đầu, bản chất nó đã là một sự sai lầm. Phương pháp phổ biến thứ hai là người ta sẽ dạy mình đọc cả một cụm, cả một đoạn văn một lúc thay vì phải đọc từng từ một. Lý do ở đây là người ta quan niệm rằng nếu như mình phóng tầm mắt của mình ra rộng hơn, mình đọc nhiều từ, cả một khoảng chữ chứ không phải là tập trung vào từng con chữ, thế thì chắc chắn mình sẽ hiểu được và đọc cái đoạn đó nhanh hơn. Tuy nhiên đến đây mình cũng dễ hiểu được, đấy là tại vì kỹ năng đọc của mình liên quan trực tiếp đến kỹ năng nói. Mà mình không thể nào nói nhiều từ một lúc, mình chỉ có thể nói từng âm một. Lưỡi của mình và thanh quản của mình chỉ bị giới hạn như vậy thôi. Thì tất nhiên mình không thể nào cả đoạn một lúc rồi. Kỹ năng này thực sự có thể được áp dụng. Tuy nhiên mình cần phải hiểu chính xác là mình đang tìm kiếm thông tin gì. Rất khó để áp dụng khi em đọc cả một đoạn văn bản mới hay một đoạn text mới. Mình cần phải đọc kỹ càng để hiểu rõ nó. Vì nếu em nhìn lướt như vậy, mình chỉ có thể bắt được một số từ khóa và khả năng hiểu của mình giảm đi rất mạnh. Nó sẽ được ứng dụng cho những trường hợp rất là cụ thể. Ví dụ như các luật sư người ta tìm một vài keywords liên quan đến một cái case, một cái trường hợp, vụ án nào đấy thôi. Chứ còn nếu mình đọc để mà hiểu được thì rất là không nên dùng phương pháp này. Trong IELTS Reading thì em có thể đọc trước câu hỏi. Tuy nhiên trước câu hỏi mình hiểu được một vài từ khóa thế, nhưng phần lớn mình vẫn phải dành thời gian đọc rất kỹ, kiểm tra câu trả lời của mình đúng hay không. Cho nên thực sự bọn thầy không khuyến cáo. Và phương pháp thứ ba mà các khóa Speed Reading hay dạy đó chính là phương pháp cố định mắt. Yếu tố ở đây là người ta nghĩ rằng khi mình đọc thì mắt mình phải di chuyển cực kỳ nhiều, phải sang ngang, sang trái, hoặc có thể mình phải hạ mắt xuống để xuống dòng dưới thì nó sẽ khiến mắt mình rất là mỏi mệt. Nếu như mình giữ nguyên mắt cố định và chỉ tập trung nhìn như thế thôi, không di chuyển gì cả, thì khả năng là mình sẽ khỏe mắt hơn và đọc được nhiều hơn.
Tuy nhiên, một cái đáng buồn là thị lực của con người có giới hạn. Mình chỉ có thể nhìn vào một điểm tập trung một lúc, và khái niệm này nó gọi là visual fixation. Luôn luôn mắt mình chỉ nhìn tập trung vào một điểm. Em có thể thử nghiệm cái khả năng này ở bất kỳ trường hợp nào. Kể cả ngay như bây giờ, em chỉ có thể nhìn vào cái màn hình, và tất cả những thứ khác trong tầm mắt của em đều được làm mờ hết. Thì khả năng mình vẫn phải di chuyển mắt khi mình đọc một cái trang nào đó rồi. Không thể nào làm chuyện ngược lại được. Vậy thì quay lại một cái quảng cáo lúc đầu, người ta bảo là trường Harvard yêu cầu học sinh phải có kỹ năng speed reading mới vào được trường, thì có đúng không? Đúng vậy, Harvard thực sự có một khóa dạy kỹ năng đọc gọi là khóa Reading Skill. Tuy nhiên, bọn em cần phải chú ý và bọn thầy để link đến khóa đó ngay ở dưới đây. Là Harvard đã nói rất rõ rằng là khóa này chỉ dạy về khả năng tập trung khi đọc, làm thế nào để đọc và có thể hiểu thông tin một cách sâu hơn và không bị mất tập trung. Thậm chí trong một phần FAQ câu hỏi thường gặp, có một câu hỏi là Is this a speed reading course? Câu trả lời ngay từ đầu là no. Đấy không phải là khóa dạy mình đọc nhanh hơn, mà là nó dạy mình đọc tập trung và hiệu quả hơn. Điều quan trọng của em cần phải nắm được ở đây, và khi làm bài reading cũng tương tự, đó chính là chuyện đọc nhanh và chuyện hiểu nhanh là hai chuyện khác nhau. Thực sự, có những người đọc một cái văn bản nào đó người ta hiểu nhanh hơn những người khác, ví dụ như bọn thầy. Thì chẳng qua ở đây là bởi vì bọn thầy đã có kiến thức trước về chủ đề đó một chút, đã quen từ vựng đó nên là bọn thầy có thể hiểu thông tin nhanh hơn. Vậy thì túm lại, cái việc mà mình có thể tăng tốc độ đọc dựa vào việc huấn luyện cho mắt có phản xạ lướt nhanh hơn vân vân, thì mình phải xác định ngay là nó không thể xảy ra được, tại vì khả năng nói của mình nó gắn đi khả năng đọc. Cái quan trọng ở đây là bọn em nên trau dồi kiến thức. Khi bọn em đã quen với cả từ vựng đó, mình biết nó sử dụng với mục đích gì, hoặc mình quen với cả chủ đề đấy, có những thông tin kiến thức liên quan, thì khi mình đọc một cái văn bản mình sẽ hiểu nó nhanh hơn. Đơn giản là như vậy. Đó, túm lại, muốn đọc nhanh hơn thì hãy mở rộng từ vựng, mở rộng kiến thức của mình để mình quen chủ đề đấy hơn, đọc sẽ nhanh hơn thôi. Chúc bọn em may mắn trong việc tăng khả năng đọc của mình.